Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô và các em chúng ta sẽ tiếp tục đi vào một số các bài tập của bài 4 ở trong quyển sách bài tập khoa học tự nhiên lớp 8 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống nhé. Ta có bài tập 4.6 như sau. Trộn 100g dung dịch đường glucose có nồng độ 10%. Người ta gọi đây là dung dịch A. Với 150g dung dịch đường glucose có nồng độ là 15%. Gọi là dung dịch B, thì chúng ta thu được dung dịch C. Tính khối lượng đường glucose có trong dung dịch A, B, C. Vậy thì để tính được cái khối lượng của đường glucose ấy, thì trong dung dịch A này, các em biết công thức tính C phần trăm thì sẽ bằng khối lượng của chất tan chia cho khối lượng dung dịch nhân trăm phần trăm. Như vậy ở đây biết được C phần trăm rồi, biết được khối lượng dung dịch rồi, thì các em sẽ tìm ra được khối lượng của đường glucose. Bằng cách lấy C phần trăm kem nhân với M dung dịch thì sẽ ra được khối lượng của đường. Tương tự, chúng ta cũng tìm ra khối lượng của đường trong dung dịch B cũng làm tương tự. Sau khi tìm được khối lượng của đường trong dung dịch A và đường trong dung dịch B, kem sẽ tính khối lượng đường trong dung dịch C bằng cách lấy tổng khối lượng của đường trong dung dịch A kem cộng với khối lượng đường trong dung dịch B. Vậy bây giờ cô và kem cùng làm nhé. Ta có như sau. Bài 4.6. Ý đầu tiên, kem sẽ tìm cho cô là khối lượng của đường glucose có trong dung dịch A. Khối lượng đường glucose trong dung dịch A cô gọi đây là khối lượng M trong dung dịch A đi, được không? Muốn tìm khối lượng thì các em sẽ lấy C phần trăm kem nhân với M dung dịch, rồi các em đi chia cho 100%. Chia cho 100% thì thực chất là chia cho 1 đấy. 100% thì bằng 1 mà, đúng không? Như vậy các em sẽ thay vào thì chúng ta có 10%. Đây, các em nhân với 100 là khối lượng của dung dịch đây. Rồi các em chia 100% tức là chia 1. Thì khi mà bấm máy ấy, các em không cần là bấm chia 100% đâu, vì chia 1 thì nó cũng là kết quả ở trên thôi. 10% nhân với lại là 100 thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 10. Trong cái dung dịch A của ta sẽ có 10g đường, được không? Tương tự, các em hoàn toàn tính tương tự thì chúng ta sẽ có khối lượng đường glucose trong dung dịch B. Ta có M của B. Muốn tìm M trong dung dịch B thì các em cũng lấy C phần trăm kem nhân với M dung dịch, rồi các em chia 100%. C phần trăm là bằng 15% đây này, nhân với M dung dịch B là 150g, rồi các em chia 100%. Tính ra nào, lên máy tính các em tính xem bằng bao nhiêu. Cô có 15% nhân 150 được kết quả là bằng 22,5g. Như vậy trong dung dịch B có 22,5g đường. Khi mà chúng ta trộn hai cái dung dịch này với nhau thì cái khối lượng đường trong dung dịch C nó sẽ bằng tổng khối lượng của đường trong dung dịch A kem cộng với khối lượng của đường trong dung dịch B. Lấy hai khối lượng này trộn với nhau, trộn hai dung dịch với nhau thì cái chất tan trong cái dung dịch mới thì nó bằng tổng chất tan của hai cái dung dịch này. Như vậy chúng ta sẽ lấy 10 cộng với 22,5, được không? Như vậy chúng ta có khối lượng đường glucose trong dung dịch C sẽ là
khối lượng đường glucose trong dung dịch C. Thì các em sẽ lấy tổng hai cái khối lượng này. Vậy lấy 10, các em cộng với 22,5 bằng 32,5 gam. Chuyển sang câu B. Câu B là tính nồng độ phần trăm của dung dịch C. Nhận xét về giá trị nồng độ phần trăm của dung dịch C so với nồng độ phần trăm của dung dịch A và dung dịch B. Như vậy ở đây, muốn tìm nồng độ phần trăm của dung dịch C thì các em sẽ biết được cái khối lượng chất tan của nó rồi đây. Khối lượng chất tan của nó là bằng 32,5 gam. Đây là khối lượng chất tan, tức là cái khối lượng đường nó tan ở trong cái dung có trong dung dịch này. Vậy bây giờ chúng ta biết được khối lượng chất tan rồi, các em chỉ cần tính thêm cái khối lượng dung dịch nữa. Khối lượng dung dịch thì nó sẽ bằng tổng khối lượng dung dịch của A và B, tức là các em sẽ lấy 100 gam, các em cộng 150 thì sẽ ra được cái khối lượng dung dịch C. Như vậy, sang câu B. Ai chưa xong câu A, các em có thể dừng lại để tiếp tục làm xong. Cô có câu B như sau. Câu B này, các em có cái khối lượng của dung dịch C thì sẽ bằng khối lượng của dung dịch A, các em cộng với M của dung dịch B. Như vậy, ở đây các em sẽ lấy 100 gam cộng với 150. Vậy khối lượng dung dịch C thì bằng 250 gam. Biết được khối lượng dung dịch rồi, biết được khối lượng chất tan rồi, thì chúng ta sẽ suy ra được C phần trăm của cái dung dịch C. Các em lấy 32,5 chia cho 250 rồi các em nhân 100%. Như vậy nó bằng 13%. Tiếp theo, người ta có hỏi các em là so sánh nồng độ phần trăm của dung dịch C so với dung dịch A và dung dịch B. Như vậy, dung dịch A thì có nồng độ 10%, dung dịch B có nồng độ là 15%, còn dung dịch C thì lại có nồng độ 13%. Như vậy, sau khi tính toán xong, thì vậy ta có nồng độ phần trăm của dung dịch C thì nó lớn hơn nồng độ phần trăm của dung dịch A nhưng nhỏ hơn C phần trăm của dung dịch B. Như vậy, cô và các em đã vừa hoàn thành xong được bài tập 4.6. Tiếp theo, cô chuyển tiếp sang bài tập 4.7. Những bạn nào chưa xong thì các em có thể dừng một chút để các em tiếp tục làm xong nhé. Cô có bài tập 4.7 như sau. Các bạn ủng hộ cô thì hãy nhấn đăng ký kênh, like video và hãy để lại bình luận của các em ở phía dưới video của cô để ủng hộ cho cô nhé. Và các em cũng có thể là giới thiệu bạn bè của các em cùng vào YouTube, vào kênh Mít Hạnh để xem các video trên kênh ủng hộ cho cô. Bây giờ chúng ta chuyển tiếp sang bài tập 4.7 như sau. Rót từ từ 100ml dung dịch axit sulfuric acid này có nồng độ là 0,15 m vào 200ml nước cất. Tính nồng độ của dung dịch thu được. Coi thể tích thu được thì bằng tổng thể tích của dung dịch ban đầu cộng với nước cất. Như vậy, muốn tìm gì? Ở đây người ta hỏi là nồng độ dung dịch. Vậy công thức tính nồng độ dung dịch là Cm thì sẽ bằng N trên V, tức là lấy số mol chia cho thể tích.
Thể tích thì người ta bảo là sẽ bằng tổng thể tích của cái dung dịch này cộng với thể tích của nước rồi. Như vậy chúng ta tìm được được thể tích của dung dịch bằng cách lấy hai cái này cộng với nhau rồi kem đổi ra lít. Vấn đề ở đây là kem còn thiếu cái gì? À, chúng ta còn thiếu cái N nữa. Vì CM thì bằng N trên V mà. Như vậy kem phải tính được số mol, số mol của chất tan. Số mol của chất tan thì kem sẽ tính dựa vào cái dữ kiện là rót từ từ 100ml dung dịch sulfuric acid nồng độ 0,15 m đây này. Biết được số mol này, biết được thể tích này, biết được CM này thì các em sẽ suy ra được số mol bằng cách là sẽ lấy CM nhân với V thì chúng ta tìm được số mol, đúng không? Khi các em tìm được số mol rồi thì thể tích mới thì các em lấy hai thể tích này cộng nhau. Đấy thì chúng ta sẽ tìm được nồng độ mới. Như vậy cô có bài tập 4.7 như sau. Trước tiên là các em sẽ đi đổi này. Các em đổi cho cô 100ml thì bằng 0,1 lít. Vì trong cái công thức tính CM ấy thì thể tích chúng ta tính bằng lít cả. 200ml thì đổi ra bằng 0,2 lít. Từ ml sang lít kem đổi bằng cách lấy phần số kem chia 1000. Được không? Đầu tiên kem sẽ tìm cho cô số mol. Ta có cái số mol của sulfuric acid. Muốn tìm số mol thì kem lấy CM kem nhân với thể tích của cái dung dịch, đúng không? Như vậy thì lấy 0,15 nhân với đây 0,15 m này, CM bằng 0,15 nhân cái này các em đổi ra nhân 0,1, như vậy thì nó bằng 0,015. Biết được số mol rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tính cho cô cái thể tích của dung dịch sau khi mà chúng ta pha thêm nước cất. Thể tích. Cái số mol thì nó không đổi bởi vì là chúng ta không cho thêm cái axit vào mà chúng ta chỉ cho thêm nước vào thôi. Như vậy cái số mol của axit trong cái dung dịch nó vẫn là chừng này thôi, không đổi gì cả. Vậy chúng ta có thể tích của dung dịch sau khi pha thêm nước cất. Của dung dịch sau khi pha thêm nước cất thì thể tích ban đầu của nó là 0,1 lít này, pha thêm 0,2 lít nước nữa, như vậy tổng thể tích bây giờ là 0,3 lít, phải không? Biết được thể tích rồi thì các em sẽ tìm nồng độ của dung dịch sau khi pha. Ta có nồng độ dung dịch sau khi pha nước cất là chúng ta có CM lúc sau đấy thì sẽ bằng N chia cho V lúc sau. Số mol thì vẫn bằng 0,015 mol thôi. Kem chia cho thể tích lúc sau là bằng 0,3. Như vậy lấy 0,015 chia 0,3 chúng ta được kết quả là bằng 0,05 m. Như vậy là nồng độ của nó là bằng 0,05 m. Xong được bài tập 4.7. Tiếp theo, chuyển tiếp sang bài tập 4.8. Cô có bài tập 4.8 như sau. Trong phòng thí nghiệm, có 100ml dung dịch KCl. Một bạn lấy 5g dung dịch trên, cho vào một đĩa thủy tinh và cho vào tủ sấy. Khi nước bay hơi hết, trên đĩa thủy tinh còn lại chất bột màu trắng. Chất bột màu trắng đấy chính là cái này này, chính là cái chất KCl này. Khối lượng đĩa thủy tinh tăng lên 0,25 g so với cái khối lượng ban đầu. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch KCl.
Như vậy, muốn tìm được nồng độ của KCL đấy, thì kem chỉ cần tìm cái gì? Cái nồng độ của 5 gram dung dịch này này. Vì là chúng ta lấy ra trong cùng một cái dung dịch lớn rồi này. Như vậy, nồng độ của nó như thế nào trong cái dung dịch lớn thì cái phần chúng ta trích ra thì nó cũng có nồng độ như vậy. Thay vì tính nồng độ của 100 gram dung dịch này thì các em chỉ cần tính nồng độ trên 5 gram dung dịch là được. Được không? Như cô đã nói là khi mà các em làm bay hơi vào tủ sấy chúng ta sấy đi đấy thì hơi nước nó bay hơi đi đấy, thì cái chất bột trắng còn lại thu được chính là cái khối lượng của KCL. Như vậy thì khối lượng của chất tan là chừng này, khối lượng dung dịch là chừng này. Vậy chúng ta sẽ tìm nồng độ phần trăm của dung dịch KCL sẽ là, ta có bài tập 4.8 ý A. Khối lượng đĩa thủy tinh tăng lên, phần khối lượng tăng lên chính là cái khối lượng của KCL có trong 5 gram dung dịch. Khối lượng đĩa thủy tinh tăng lên chính là cái khối lượng của KCL có trong 5 gram dung dịch KCL. Cái này là 5 gram dung dịch thì có cái khối lượng là cái phần khối lượng tăng lên. Như vậy cái khối lượng tăng lên đấy chính là khối lượng chất tan. Vậy chúng ta sẽ suy ra được cái khối lượng KCL trong 5 gram dung dịch bằng bao nhiêu đây? 0,25 gram. Và như cô nói, khi chúng ta trích ra 5 gram như thế này thì cái C phần trăm của cái dung dịch chúng ta trích ra cũng chính là C phần trăm của dung dịch ban đầu. Vậy chúng ta chỉ cần tính C phần trăm của dung dịch này thôi. Như vậy chúng ta có nồng độ phần trăm của dung dịch KCL. Nồng độ phần trăm của dung dịch KCL ta có C phần trăm bằng khối lượng chất tan chia cho khối lượng dung dịch nhân trăm phần trăm, thay số vào bằng 0,25 chia cho 5 gram nhân với 100%. 0,25 kem chia cho 5, như vậy bằng 5%, tính ra bằng 5% đấy. Nồng độ phần trăm của cái dung dịch KCL là 5%. Rồi, tính số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch ban đầu. Như vậy, cái nồng độ này này thì nó cũng chính là nồng độ của cái KCL ban đầu này. Đấy. Vậy thì chúng ta có câu B. Biết được nồng độ này chính là nồng độ này của cái này rồi. Muốn tìm khối lượng chất tan thì các em lấy C phần trăm, kem nhân mở dung dịch rồi kem chia 100%. Như vậy chúng ta có khối lượng chất tan, khối lượng chất tan có trong 100 gram dung dịch đầu chính là, ta có M của chất tan thì sẽ bằng C phần trăm là 5% nhân với khối lượng dung dịch là 100 gram rồi chia 100%. Nhớ công thức chưa? Ta có C phần trăm thì bằng M chất tan chia M dung dịch nhân với 100%. Như vậy từ đó các em suy ra được M chất tan thì sẽ bằng C phần trăm này nhân với M dung dịch này chia cho 100%. Theo công thức toán học biến đổi thôi. Như vậy 100% này thì bằng 1 này, các em không cần phải bấm. 5%
nhân với 100 thì nó bằng 5 gram. Như vậy là ban đầu sẽ có 5 gram KCl. Xong được bài tập 4.8. Tiếp tục cô chuyển sang bài tập 4.9 như sau. Ai chưa xong thì hãy dừng lại để tiếp tục làm xong nhé. Cô có bài tập 4.9. Trong phòng thí nghiệm có 150ml dung dịch KNO3. Một bạn hút ra 4ml dung dịch trên, cho vào đĩa thủy tinh và sấy lên. Cũng giống như trường hợp trên thôi. Đấy, sấy đi thì nước nó sẽ bay hơi đi. Khi cái khối lượng các bạn đợi cô một xíu nhé. Khi khối lượng của đĩa thủy tinh giữ nguyên không thay đổi, bạn đó thấy trên đĩa thủy tinh còn lại một cái chất bột màu trắng. Cái khối lượng đĩa là đã tăng lên là 0,01 gram so với ban đầu. Tính nồng độ mol của dung dịch KNO3. Như vậy cái khối lượng đĩa thủy tinh tăng lên này thì nó chính là cái khối lượng của KNO3 có trong 400ml dung dịch. Các em hiểu chưa? Như vậy thì các em tìm ra được, biết được cái khối lượng của KNO3 rồi thì các em sẽ suy ra được cái số mol nó. Biết được số mol rồi, biết được thể tích là 4ml rồi thì các em sẽ tìm được cái nồng độ nó. Và nồng độ trong 4ml thì nó cũng chính bằng cái nồng độ ban đầu. Được không? Tương tự như bài 4.8 thôi. Như vậy chúng ta có bài tập 4.9. Ta có khối lượng đĩa tăng lên. Cái khối lượng đĩa tăng lên. Thì chính là cái khối lượng của KNO3 có trong 4ml cái dung dịch. Đấy. Như vậy từ đây các em suy ra được cái khối lượng KNO3 trong 4ml dung dịch chính là 1,01 gram. Biết được khối lượng rồi thì từ đây các em sẽ suy ra được cái số mol của KNO3. Cái số mol này là trong 4ml dung dịch. Muốn tìm số mol thì các em sẽ lấy khối lượng chia khối lượng mol. Như vậy lấy 1,01 chia khối lượng mol của KNO3. Kali thì bằng 39, nitơ thì bằng 14 này, 39 cộng với 14 cộng 16 nhân 3. Tức là chia cho 101. Kem tính ra thì nó bằng 0,01 mol. 0,01 mol. Vậy chúng ta sẽ tìm được cái nồng độ của dung dịch KNO3. Vậy nồng độ CM của cái dung dịch KNO3. Cái nồng độ này cũng chính là dùng cái nồng độ của KNO3 ban đầu. Cái nồng độ dung dịch trong 4ml này này, nồng độ CM của KNO3 chúng ta tính trên 4ml cũng chính là cái nồng độ của cái dung dịch KNO3 ban đầu. Vì chúng ta trích mẫu ra thì ban đầu có nồng độ bao nhiêu thì sau nó cũng là nồng độ bấy nhiêu. Được không? Như vậy ở đây chúng ta có CM thì bằng N trên V. Số mol kem tính bằng 0,01 mol. Cái này là trong 4ml. 4ml kem đổi ra, kem chia cho 1000 thì nó bằng 0,004 lít. Ml thì nhớ đổi ra là chia 1000 bằng 0,004 này. Vậy đến đây, kem lấy 0,01. Kem chia cho 0,004. Thì chúng ta được kết quả là 2,5M. Như vậy, nồng độ mol của nó là bằng 2,5M. Rồi,
tính số gam chất tan có trong 100ml ban đầu. Như vậy, sang câu B, muốn tìm được khối lượng của chất tan ấy thì các em phải tìm được số mol của chất tan. Số mol của chất tan khi biết C phần trăm đây rồi, C phần trăm thì chúng ta biết rồi. Cái thể tích chúng ta biết bằng 150ml rồi. Như vậy, các em sẽ tìm cho cô số mol của chất tan. Câu B. Ta có cái số mol của cái gì? À, số mol của KNO3 trong 150ml dung dịch. Muốn tìm số mol thì các em lấy CM các em nhân với V. CM thì bằng 2,5. V các em lấy theo 150ml này này thì nó sẽ bằng 0,15. Như vậy các em lấy 2,5 các em nhân 0,15 thì nó sẽ được kết quả là bằng 0,375. 0,375 mol. Được không? Nhưng ở đây chúng ta mới tính số mol thôi. Đề bài người ta hỏi là gì? À, tính số gam. À, vậy số gam tức là khối lượng của KNO3 có trong 150ml dung dịch. Số gam tức là chúng ta đi tính khối lượng đúng không? Đợi cô xíu này, này nó bị gấp. Muốn tìm số gam tức là tìm khối lượng khi biết số mol rồi. Như vậy thì chúng ta có M của KNO3 thì các em sẽ lấy số mol nhân M lớn bằng 0,375 kem nhân với 101. 101 này là khối lượng mol của KNO3, tức là khối lượng phân tử của nó. Thì các em lấy 39 này, các em cộng với 14 cộng với 16 nhân 3 đấy, lúc nãy tính rồi, bằng 101 đấy, nhân với 0,375. Ta được kết quả là bằng 37,875 gam. 37,875 gam. Hãy về làm nốt cho cô các bài tập còn lại nhé. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn cho các bạn nốt các bài tập còn lại. Cô rất cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô. Chúc tất cả các em luôn học tập tốt và cô hẹn gặp lại các em ở các video học tiếp theo.